Chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã đến với chương trình của Mẹ Việt ở Thụy Sĩ. Hôm nay gia đình của Mẹ Việt ở Thụy Sĩ lại đi vào rừng để hái nấm nữa đây cả nhà ạ. Như ở video clip trước của mình á, thì mình có giới thiệu với cả nhà về nấm Lurid Bolid. Thì hôm nay mình sẽ cố gắng tìm những cái loại nấm khác để mà giới thiệu với cả nhà ha cả nhà ha. Mời cả nhà cùng với gia đình của Mẹ Việt ở Thụy Sĩ đi vào rừng một phen đây ạ. Hey Dad, I don't know, is can we pop this? No, Jack, why are you stepping? It's food, dude. Oh, this one is food also? Yeah. Okay, food. Buffa. Như các bạn vừa thấy ở ban nãy thì em May vừa tìm được một loại nấm. Nấm này là nấm ăn được cả nhà ạ. Nó có tên là Pop Bone. Đây là một loại nấm thú vị mà có lẽ là mình sẽ dành một video clip về cái loại nấm này sau, vì hôm nay mình thấy không có được nhiều lắm về cái nấm này cả nhà ha. Cả nhà thông cảm cho mình. Bây giờ mình đi tiếp và để tìm thêm những cái loại nấm khác đây ạ. And it's nice and wet. There's plenty of this green stuff around. This is the place you look. And then later we can mushroom! Mushroom! Yeah, but it's so small. Sweet juice! Dad, we find sweet juice! Okay, no need to yell. It's kind of old. Yeah. Hey, why you threw it? Because it's old. May, no. Okay, sorry. This sweet juice. Hey, Daddy. I think we found some sweet. Như cả nhà vừa nhìn thấy và vừa nghe em May nói đó là em đã tìm được cái một loại nấm tên là Sweet Tooth. Cái nấm này nó còn có một cái tên khác gọi là Hedgehog, có nghĩa là nấm con nhím. Kỳ này mình tìm thì nấm nó hơi già, cho nên là nó bị với lại nó bị sâu nó ăn bớt cái phần tay nấm rồi nè cả nhà. Nấm này có một cái đặc điểm là cái màu của nó vàng nhạt hoặc là cam nhạt hoặc là nó nâu nhạt một xíu, nhưng mà nói chung là nó đặc ruột. Và ở phía dưới của nó có những cái gai giống như chăng là gai nhím ở cả nhà. Đây là cái giống như căn cái gai cái răng. Thì những cái nấm này nếu như mà là cái nấm non á, thì nó sẽ ngọt thịt hơn, nhưng mà nếu những cái nấm mà nó già một xíu thì nó hơi đắng. Và đặc biệt là khi mình làm á, nếu mà mình muốn nó bớt đắng một xíu á, nó đắng ở đây là đắng đắng nhẫn nhẫn á, cả nhà. Nếu mà mình không muốn nó đắng á, thì thứ nhất là mình nên hái nấm non, thứ hai nữa là mình sẽ cạo đi cái phần gai nhím của nó cả nhà. Mình cạo sạch cái phần gai nhím của nó cho nó bớt đắng. Đó là hai cách để mà mình làm cho nó bớt nhẫn này ha cả nhà ha. Còn thực ra thì nấm Stein Pils hay còn gọi là porcini, mình ăn mình cũng thấy nó có cái vị nhẫn nhẫn nữa. Thì cái nấm Hedgehog hay còn gọi là Sweet Tooth này, nó ăn nó sẽ nhẫn hơn cái nấm kia một xíu nha cả nhà. Thôi bây giờ thì tạm thời mình cứ thu hoạch đỡ cái mớ nấm Hedgehog ngày hôm nay đi, rồi mình về mình xử lý, rồi mình ăn tạm vậy. Bữa khác mình sẽ tìm những cái loại nấm khác để mà mình sẽ giới thiệu tiếp cho cả nhà, vì dù sao thì Hedgehog cũng là loại nấm ăn được mà cả nhà ha. Đem về thì mình chỉ có việc là cạo đi những cái gai ở cái tay nấm của nó thôi. Rồi xong rồi mình sẽ ngâm với lại nước muối. Rồi mình cắt nhỏ ra rồi xào với lại bơ, với lại nêm nếm, với lại tỏi này nọ. Đây là cạo những cái gai nhím của nó nè cả nhà, cạo sạch đi cho nó bớt nhẫn. Nếu mà mình mà kiếm được những cái loại nấm mà những cái nấm mà nó còn non thì hay biết mấy, mà hôm nay thì mình được chỉ những cái nấm hơi hơi già một xíu, nhưng mà không sao.
Cảm ơn cả nhà đã theo dõi chương trình của Mẹ Việt ở Thụy Sĩ. Hôm nay cả nhà cùng với Mẹ Việt ở Thụy Sĩ và gia đình đi vào rừng hái nấm và tìm được nấm hét khóc. Mong rằng những thông tin mà mình đã chia sẻ cho cả nhà là bổ ích. Và rất mong cả nhà cùng đăng ký kênh YouTube của Mẹ Việt ở Thụy Sĩ để tiếp tục theo dõi những video clip mới, những video clip khác. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại.